Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Quý vị và các bạn thân mến, trận mưa xối xả mạnh nhất trong vòng 61 năm qua đã đổ bộ vào Thiểm Tây, Trung Quốc. Trung và hạ lưu sông Hoàng Hà hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng, nhiều con sông bị vỡ bờ và Sơn Tây lân cận cũng bị lũ lụt. Điều này sẽ rất khó khăn cho các nạn nhân và nhân viên cứu trợ. CCTV của Trung Quốc dẫn lời Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Thiểm Tây cho biết kể từ mùa lũ, 8.653.400 người ở 114 quận và huyện ở tỉnh Thiểm Tây đã bị ảnh hưởng bởi mưa và lũ lụt. Nhân dân Nhật Báo đưa tin, để đối phó với mưa bão lớn ở các tỉnh Sơn Tây và Thiểm Tây, chính phủ Trung Quốc đã phân bổ khẩn cấp 80 triệu nhân dân tệ để cứu trợ thiên tai và phát động ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 quốc gia để cứu trợ thiên tai. Chịu ảnh hưởng của mưa lũ, có tổng cộng 25 sông và 30 trạm ở tỉnh Thiểm Tây trải qua 43 đỉnh lũ, trong đó 7 trạm thủy văn của 7 con sông có 12 đỉnh lũ vượt mức cảnh báo. Trận mưa lớn khiến hơn 20.000 người ở Hán Trung phải sơ tán khẩn cấp, nhiều danh lam thắng cảnh ở tỉnh Thiểm Tây phải đóng cửa. Ngoài ra, do mực nước sông Weihe và Bedu dâng cao, bờ bao ở huyện Đại Lý Thiểm Tây nằm ở hai lưu vực sông đã bị ngập lụt. Gần 240.000 người đã bị ảnh hưởng và 490.000 mu đất nông nghiệp bị ngập. Thống kê thiệt hại trực tiếp về kinh tế lên tới 461 triệu nhân dân tệ, khoảng 20 triệu đô la Đài Loan. Thời báo chứng khoán đưa tin, hai mỏ than ở tỉnh Thiểm Tây đã bị ảnh hưởng bởi mưa xối xả và 60 trong số 682 mỏ than ở Sơn Tây, một tỉnh sản xuất than gần đó, đã phải đóng cửa mặc dù một số mỏ đang dần sản xuất trở lại. Kể từ đầu mùa lũ, mưa lớn đã xảy ra ở nhiều tỉnh ở miền Nam Trung Quốc, gây ra lũ lụt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến hàng triệu người ở nhiều tỉnh. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc hiếm khi đưa tin về thảm họa, hoặc đưa tin sai, hoặc chuyển hướng chú ý đến việc đưa tin về các vụ tai nạn ở nước ngoài. Điều này làm dấy lên sự bất mãn của công chúng. Theo một báo cáo gần đây của quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc Siwonet, một số nơi ở miền Nam Trung Quốc gần đây đã bị vỡ đê và Hồ Nam đã bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Tuần trước, bờ kè sông Tương Giang ở Hành Dương, tỉnh Hồ Nam bị vỡ, gây ngập lụt một khu vực rộng lớn gần đó. Trên thực tế, cư dân mạng đại lục đã đăng tin tức và video về lũ lụt ở nhiều nơi trên phần mềm liên lạc Twitter, điều này gây sốc. Được biết, vào tuần qua, sông Tương Giang ít nhất đã vỡ ở 4 nơi. Tuy nhiên, sau 6 ngày lũ lụt ở một số khu vực, các phương tiện truyền thông chính thức vẫn chưa đưa tin chính thức về tình hình cứu hộ. Ngoài ra, còn có video cho thấy nước ở Giang Tây, Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam và những nơi khác rất dữ dội. Hai bên sông Tương Giang ở Hồ Nam, mực nước cao hơn mặt đất khoảng 5 mét. Một đoạn video khác cho thấy những ngôi nhà đổ sập, đường dây bị cuốn trôi và các thi thể trôi trên sông. Tuy nhiên, thảm họa nói trên không được các phương tiện truyền thông chính thức đưa tin. Tờ People Daily Online chính thức đưa tin, tính đến nay, hơn 3,93 triệu người tại 90 quận và khu đô thị của 14 thành phố và tỉnh thuộc tỉnh Hồ Nam đã bị ảnh hưởng và hàng nghìn ngôi nhà bị sập hoặc bị hư hại nghiêm trọng. Bài báo cáo không hề đề cập đến hoàn cảnh bi đát của các nạn nhân và các báo cáo liên quan đã bị hạ thấp và không xuất hiện trên các tiêu đề của các phương tiện truyền thông. Báo cáo cũng tuyên bố rằng chính phủ đã phân bổ tổng cộng 1,2 triệu nhân dân tệ trong quỹ cứu trợ thiên tai và phân phát hơn 1.000 bộ mền và áo khoác. Tuy nhiên, một số cư dân mạng chỉ ra rằng quỹ cứu trợ thiên tai do chính phủ ban hành chỉ có 30 xu một đầu người. CNN đưa tin, vào đầu đợt mưa bão ở miền Nam, 5,312 triệu người ở 8 tỉnh và khu tự trị gồm Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh và Quý Châu đã bị ảnh hưởng và 61 người thiệt mạng, 14 người mất tích, nhà cửa ở một số khu vực bị hư hại nặng, mùa màng thất bát, thiệt hại kinh tế trực tiếp hàng chục tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, từ đó đến nay, mưa ở miền Nam Trung Quốc vẫn không ngớt. Đã hơn một tháng, các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc gần như im hơi lặng tiếng trước thông tin thảm họa. Đài tiếng nói Hoa Kỳ báo cáo rằng các tìm kiếm về lũ lụt miền Nam và lũ lụt miền Nam trên mạng xã hội đại lục Sina Weibo chỉ cho thấy các cuộc thảo luận lẻ tẻ, nhiều bài đăng về lũ lụt đã bị xóa. Đồng thời, phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa tin chi tiết và kịp thời hơn về vụ cháy xưởng hoạt hình ở Kyoto, Nhật Bản, mất điện ở New York, Hoa Kỳ và trận lụt ở Ấn Độ.
một số cư dân mạng đã đăng trên WeChat Moment rằng CCTV đã phát sóng sự cố mất điện ở Hoa Kỳ lúc 1 giờ sáng nhưng không nói rằng có lũ lụt ở Hồ Nam. Thưa quý vị và các bạn, Sơn Tây là tỉnh sản xuất than lớn nhất Trung Quốc lại vừa phải hứng chịu mưa lớn trong nhiều ngày, khiến 27 mỏ than trong tỉnh phải tạm ngừng sản xuất, phản hồi từ 12 giờ ngày hôm qua. Trung Quốc gần đây đang trong tình trạng thiếu điện, chính phủ đã cắt điện trên diện rộng ở nhiều nơi. Nguồn cung cấp than không đủ và giá than tăng cao. Kể từ ngày 10 tháng 8, tỉnh Sơn Tây đã có mưa trong nhiều ngày và chính quyền địa phương đã liên tiếp đưa ra cảnh báo rủi ro khí tượng đối với các thảm họa địa chất và núi lửa, cảnh báo màu xanh lam cho mưa lớn. Tính đến 8 giờ ngày hôm nay, 27 hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã vượt mức an toàn. Có 10.704 người phải di rời, 27 mỏ than, 99 mỏ phi than, 7 công ty hóa chất nguy hại và 231 công trình đang được xây dựng đã bị đình chỉ, 74 danh lam thắng cảnh đã bị đóng cửa. Văn phòng Sở Chỉ huy Tình trạng Khẩn cấp về thảm họa địa chất lớn tỉnh Sơn Tây vừa phát đi thông báo cho biết do lượng mưa lớn, tính đến ngày hôm nay, các thành phố Jinhong, Luoyang và Linfen đã liên tiếp xảy ra các thảm họa địa chất như sạt lở đất, gây thương vong. Các quy định của kế hoạch ứng phó khẩn cấp thảm họa địa chất tỉnh Sơn Tây sau khi tham khảo ý kiến của các quan chức, nó đã được quyết định bắt đầu ứng phó khẩn cấp thảm họa địa chất cấp độ 3. Năm 2022, Sơn Tây sẽ trở thành tỉnh thứ hai của Trung Quốc trong lịch sử với sản lượng hàng năm hơn 1 tỷ tấn sau Nội Mông. Sản lượng than của Sơn Tây và Nội Mông năm 2022 lần lượt là 1,063 tỷ tấn và 1,001 tỷ tấn, chiếm 53,7% tổng sản lượng của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, theo hãng tin AP đưa tin, mặc dù cơn bão nhẹ Mulan, bão nhiệt đới Mulan đã giảm thành xoáy thuận nhiệt đới, nó có thể đổ bộ vào các tỉnh miền Trung và miền Nam của Philippines, mang theo lượng mưa cường độ cao và gây ra nhiều trận lở đất. Ít nhất 58 người đã thiệt mạng chỉ trong 48 giờ. Lũ lụt và các mảnh vỡ đã buộc hàng chục nghìn cư dân phải sơ tán khỏi nhà của họ. Theo báo cáo từ Trung tâm Cứu trợ Thiên tai của đất nước, tỉnh Leyte, miền Trung nước này bị thương nặng nhất, với 47 người thiệt mạng trong vụ lở đất ở 6 ngôi làng ở Beibei, thành phố lớn nhất trong khu vực, và hơn 100 người bị thương, 27 người vẫn đang mất tích, chính quyền địa phương lưu ý. Đối với lực lượng công an, quân đội và lực lượng tìm kiếm cứu nạn, khó khăn lớn nhất hiện tại là tình trạng sạt lở lan rộng đã làm ách tắc giao thông, khiến họ không thể tiến sâu vào vùng thiên tai để ứng cứu. Trước tình hình giao thông bị tắc nghẽn, nhiều đội tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang ở tuyến đầu đã nói với giới truyền thông rằng con số thương vong có thể tiếp tục tăng và xoáy thuận nhiệt đới vẫn đang hoạt động gây ra một mối đe dọa nhất định cho đảo Mindanao ở phía Nam, kêu gọi chính quyền và người dân không bất cẩn. Philippines, quốc gia tiếp xúc với ít nhất 20 cơn bão lớn nhỏ hàng năm, vừa hứng chịu siêu bão Rai vào cuối năm 2021. Khi đó, nó mang theo lượng mưa lớn và gió mạnh, khiến 400 người thiệt mạng và làm hàng chục nghìn người vô gia cư. Cơn bão bất ngờ cũng làm gián đoạn kỳ nghỉ lễ Phục sinh ở Philippines. Quý vị thân mến, thành phố Đài Nam, thành phố Cao Hùng và huyện Bình Đông đã phát đi báo cáo đặc biệt về mưa lớn. Dưới trận mưa bom lớn, nhiều đoạn đường và cầu nối lần lượt bị đóng cửa. Hãy cẩn thận khi đi ra ngoài. Tổng cục Khí tượng Trung ương phát đi bản tin đặc biệt về đợt mưa lớn hôm nay lúc 8 giờ. Luồng không khí Tây Nam bị ảnh hưởng, dễ xảy ra mưa lớn trong thời gian ngắn. Cục khí tượng nhắm vào thành phố Đài Trung, huyện Thường Hóa, huyện Nam Đầu, huyện Văn Lâm, thành phố Gia Nghĩa, huyện Gia Nghĩa và huyện Đài Đông đã ban hành báo cáo đặc biệt về mưa lớn. Huyện Bành Hồ đã ban hành báo cáo đặc biệt về mưa lớn. Thành phố Đài Nam khác, thành phố Cao Hùng và huyện Bình Đông đã ban hành báo cáo đặc biệt về mưa lớn. Trong số đó, Đài Nam và Cao Hùng thông báo tạm dừng các lớp học vào tối ngày hôm qua. Hơn 10 đoạn đường ở các thị trấn, thị tứ bị ngập nặng, khiến các phương tiện không thể qua lại. Đài Nam đã đóng cửa 12 con đường và 17 cây cầu vào 8 giờ sáng nay và 35 điểm sạt lở đất ở thành phố Gao đang trong tình trạng báo động đỏ. Chuyên gia khí tượng U De Rong nhận định dự báo áp cao Thái Bình Dương sẽ mạnh dần lên và mở rộng về phía Tây trong những ngày tới. Do đó, khu vực Tây Nam Đài Loan sẽ có mưa kéo dài hơn nửa tháng, dự báo sẽ thay đổi từ cuối tháng 8. Trước ảnh hưởng của trận mưa xối xả, Trung tâm ứng phó thảm họa thành phố Đài Nam đã được nâng cấp lên cấp 2 và cấp 1 vào lúc 9 giờ ngày hôm qua, đồng thời thông báo tạm dừng các lớp học và các lớp học vào ngày hôm nay. Khu vực Đài Nam tiếp tục có mưa suốt đêm và mưa khá to. Một số tuyến đường
đường trong khu vực bị ngập lụt. Weiji cũng đăng thông tin mới nhất về cơn mưa xối xả trên Facebook, yêu cầu công chúng đặc biệt chú ý khi ra ngoài. Khu vực Cao Hùng cũng hứng chịu trận mưa lớn xối xả, tối qua thông báo sẽ tạm dừng các lớp học và giờ học. Có 8 cây cầu ở thành phố Gao do mưa lớn khiến mực nước sông tăng vọt. Chính quyền thành phố đã đóng cửa cầu Minderdot ở quận Alian trước đó và 7 cây cầu khác bao gồm cầu Chongde ở quận Tianlao và Cục Kiểm soát nước thành phố nhắc nhở công chúng chú ý. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.